Và vọng xin chào tất cả các bác. Lâu lắm rồi chưa lên sóng cho các bác một chiếc đồng hồ Odo niềng vàng nắp vàng đúng không ạ? Đây là một chiếc đồng hồ Odo 62 mà em sưu tầm nguyên chiếc từ bên đất nước Pháp về để có thể là giới thiệu và giao lưu với các bác. Nhìn bề ngoài thì nó mang một vẻ đẹp tuyệt vời đúng không ạ? Đây các bác có thể gọi đây là một chiếc 62 tân hiện đại cũng được, tại vì những chiếc 62 như các bác đang nhìn trên màn hình nhỏ đây, khi các bác treo vào không gian nhà thì không gian nhà nào cũng hợp, vì nó sẽ có cái họa tiết hoa văn chạm trổ này, cái bộ mặt số, cái phần quả nắp rất là đẹp để các bác có thể trang trí mọi nơi trong không gian nhà của mình. Đây là cái bộ mặt số trung tâm này các bác nhá, bộ mặt số trung tâm là bộ mặt số bát giác nằm này, thùng nu với hai chất liệu nu hai màu khác nhau để tạo nên cái điểm nhấn, đó là hai bên cánh sẽ là nu sẫm màu và nu ở giữa sẽ là một màu vàng đất để tạo nên, để tôn lên cái vẻ đẹp của cái bộ mặt số này. Và thứ hai sẽ là một cái phần kính dưới vẽ họa tiết hoa văn này và một quả nắp vàng ở bên trong đây ạ. Đây là gọi là thùng nu chùm nho các bác nhá. Các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có những chùm nho được chạm trổ trực tiếp trên cánh thùng các bác nhá. Để các bác nhìn giúp em này, chạm trổ trực tiếp trên cánh thùng ạ. Và những chi tiết này được chạm trổ rất là tinh tế với chỉ một đường gọt thôi, nên khi các bác nhìn vào, càng nhìn thì càng thấy vẻ đẹp rất là sâu của người Tây. Những sớ vân nu được thiết kế đối xứng nhau, các bác nhìn những phần vân nu này, vân của miếng gỗ nu được thiết kế đối xứng nhau hai bên đây ạ. Chạy dài đó là những đường hoa dây kết nối với hai chùm nho hai bên đây ạ, những đường hoa dây đây ạ, chạy dài xuống tận dưới bên dưới các bác nhé, để cho cái thiết kế ngoại hình được cân đối hơn này. Những đường gỗ nu chạy sọc xuống hai bên này, đối xứng nhau này. Dưới này cũng thế các bác nhá. Đó, nhìn tổng thể rất là tuyệt vời. Đi vào bên trong. Đây là bên trong đây. Hai cái tay khuyên mở khóa hai bên còn đầy đủ các bác ạ. Vào bên trong một chút các bác sẽ thấy. Đó, cái phần nẹp kính này, trên và dưới còn đầy đủ hết các bác ạ. Phần bản nề nó vẫn còn màu trắng của thép đây các bác nhỉ. Nó có màu trắng và thép. Quay trở lại một chút với cái bộ mặt số, không thể chê được đúng không các bác? Niềng vàng đi với nắp vàng. Bộ kim đặc trưng của đời 62, các bác hay gọi là kim ná núa nhá. Cái niềng nỗ vành khuyên cót cũng là màu vàng luôn. Tên logo thương hiệu Odo này. Và đây là cái chữ ký của người chủ cũ các bác nhá. Bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ, đó là thông số Made in Fancy. Dịch lên bên trên một chút các bác sẽ thấy. Đây là một chiếc 62 chơi trên nền gông 121 này, thanh bắt chống máy còn. Và tất nhiên rồi, bộ máy ba vách hoa dầu thì em đã lau dầu căn chỉnh để các bác có thể là sử dụng. Các bác nhìn xem, bộ máy ba vách hoa dầu rất là đẹp đấy ạ. Xuống bên dưới một chút, một phần quả nắc vàng không thể chê được rồi. Gần như là không có một vết móp méo nào và nó đạt cái độ mới lên tới tầm 96-97% các bác ạ. Đây, hai cái cần khóa stop nhạc hai bên cũng còn đầy đủ hết các bác nhá. Tay khóa zin của thương hiệu Odo này. Đó, ốc chống tường các bác nhìn này. Từ cái phần ốc chống tường nó còn chưa xuất hiện cái sự han gì cơ. Đó, các bác nhìn này. Có thể nói đây là một chiếc đồng hồ gần như là ít được sử dụng, hoặc là có thể gọi là hàng lưu kho được ạ. Bây giờ em xin được thử qua một chút về âm thanh của chiếc 62 để các bác được thưởng thức qua một chút về âm thanh. Thank you.
một phần âm thanh của chiếc 62 cực kỳ là tuyệt vời đúng không các bác nghĩ sao? Trầm và có cái độ vang cực kỳ là cao. Mời các bác cùng em nhìn tổng thể một lần nữa vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ Odo 628 nhập nguyên chiếc từ Pháp về, rất là đẹp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.